thưa bác còn đi các bán sinh thời bạc hồ ta từng rái việc dân vấn rất quan giống dân vấn kiệm hay việc gì cũng kiệm dân vấn khéo hay việc gì cũng thành công thẩm nhuận lời rái y vơi nằm phư rồi tư trương khù bị thư chị bố hối trương quyền ta cộng hiện sức mình là việc có ích cho xã hội tề tổng cọp xây dựng quyền bền khởi sắc. Bấu thương án người dân hô bùi là món ăn cơm nha vạc tu và hàng tông. Bị mây với người vạc tu và y vẫn cân mân với cùng việc nỉ. Bấu như câu nộn gắn kết xây dựng để táo xứ đoàn kết thưa chính quyền rê bác còn nhân dân. Hơn mất chục năm vừa rồi, người dân ở quyền thảo xa thuốc luyến huyến thanh sơn, mắt tỉnh ôm trúc mánh, bị mây, mà người vạc tu và gương mâu, lò toàn việc tò, việc nho của quyền biển dân cư, dù ta ở thui thuôi cần ản nghi ngời. Ản bác con tỉ nhiếm năm hán nghìn không cầm mươn, ôm ản bầu là trương khu dân cư. Người dân lôn ni thương chiến với ra, chuyến nho tò, mối con thả ngon ngách còn quên tèo in dậu trần ồn thể ơ no có ồn ơ đi có người dần yên tâm qua đụng như lớp bị bởi mệt nhọc buồn bùi cua người trương khuyền thuốc bao năm vừa rồi ông tèo trách quà mây chùa cho nó ngái khô su ban thần ồn cúng nay ôm vai tàu bởi lúc nưa tềm người dân kho cưa như giải quyết cổng việc ôm cũng chẳng nê hà và đưa bà con chúng tôi làm được những cái đoạn đường đẹp nhờ có ôm mà, mà có hành tuyển hành thả à. mời mong ôm tư chơi, sức khoe tê to. là thêm tư hơn đẹp men đẹp cho nhân dân mà. ông cố gắng phát huy Thì là đều có ôm chứ nó cũng gần vui làm cười vơ gần vui với bà con nhân dân tọng có tích cực công sức của mình vào xứ tôi thầy của quyền bệnh hoặc là trong khu vực. Làm mọi con phơi người trong đầu điều hành mọi hoạt động khu dân cư, ồn cho nó cũng chẳng chơ rất sỉ nghi la la bỏ tê người dân, cho nó cũng đồng tình với các chu trường đường lội, chính sách cú đang pháp luật của nhân nước tê xây dựng quyền bền phát triển đặc biệt bờ chờ tiếp quan hiếm phú tỉnh này ôm tập vấn đống tổng cấp xã hội xây dựng từ công trình phú công cống dân sinh ở khu dân cư có kinh phí đầu tư cao như công trình văn hóa khu dân cư hết thống thoát rác khu dân cư bê tông hỏa giao thông điến triệu mạng công cống camera an ninh ra soát cái điểm nào mạnh thì chúng tôi tiếp tục phát huy điểm nào yếu thì chúng tôi vận động nhân dân hoàn thành cùng với uh, mặc thu, dù từ thành, khó khăn còn công, thiếu công thiếu tác vấn đấu nhân dân góp sức góp thiên xã hối họa xây dựng quyền bền mình coi mùa cải khó khăn là đống lực tê mình nô lực hơn cố gắng hơn chờ chẳng vì bị mà nam chỉ bỏ cuộc đảng ủy hội đồng dân ủy ban dân xã tục luyện thì chọn khu 6 của tôi là khu nông thôn mới kiểu mẫu nâng cao. Khó khăn vất vả là như lớp bị, mây vì trách nhiệm với ba con còn quên, Ông chứ nó cũng tầm nhiếm, phải là thật thôi, tê cuộc khổ của bác con còn quên với khó khăn. Thường xuyên tỉnh từng khu dân cư gia đình, để các buổi học quyền bệnh tê tuyên truyền người dân tích cực chuyên tôi cờ cậu cần mồm, từ các má cần mồm, thấu cỏ năng xuất từ bào dèo mồm. Vấn đấu người dân con quên thức kiến kế hoạch hỏa gia đình do lắp bị mươn rằm nằm liên tục chăng cỏ gia đình nọ tè con thử bà, chẳng con tinh tráng học sinh bò học. Vấn đấu người dân cho nó cũng đoàn kết xỏa bò ca hữu tu lạc hấu, chấp hành thôi chu trường cô đang chính sách pháp luật của nhân nước chẳng vi phạm pháp luật là thực hiện tốt các cái nghị quyết của chi bộ đã đề ra ba là thực hiện tốt các Bón đối đối họ tảnh dạ à, cao à, vai cho cua bơi trương khu là bơi ra làng trương quyền bản như bản ông thể. Nhất và cùng đóng góp để xây dựng các cái cơ sở hạ tầng. vợ năm rợi ta vất vả phú nữ là công tác xã hội lại càng tư khó khăn, ta bước hàng thui thẩu bậy phải chăm sóc tuồng giúp con vọ thồn mây chùa giây phút no, pa nguyên thí kìm liền trì hối trương chi hối phụ nữ quần bội xa sơn vi huyến Lâm thào lơ là với việc khù việc xa tiếp xúc với người phụ nữ hiên leng cọ giống chiến nho nhén oanh nhay mắt bà ta pu chức trì hối phụ nữ hơn chục năm này cước ni ý thức của người dân chùa cào việc bo ra con tuy tiến Bà ta giang rúm từ thời sàn tỷ tuyên truyền, vẫn đóng rè chỉnh ba con, tứ vàng bơi thủn rác, mà nhiều người bo chẳng đụng nơi quỳ đính tỉnh lô gòm rác. Năm hán nghìn không cầm hàn bà, bà, vẫn đóng các hố gia đình, mùa thùng, tớng rác, cọ nắp táy, tề thức kiến phần loái rác thai tán nguồn. Trở đầu, nhiều người bào bà phê chuyến, rác hãy cử cho bao thùng tê cước cưa xe cỏ nhân viên thu gom Bà tác kiến chi sai thích xứ quan giống của phần loại rác cũng như cái là việc là vang lái lợi ích cho chỉnh mỗi người Nhưng là bị tỉnh này hơn mức cam hố con khu dân cư tất thức khiến tổng cóp đam veo vệ sinh môi trường cho nên là tôi mới thấy ở trên trên Uh, thông tin là có cái Khu bón hò, cho vấn đống tuyên truyền hệ tỉnh này tất cả các hố tèo là tham hà thức kiến phần loái sắc thai tán gia đình. Là để chúng ta sẽ xây dựng cái mô hình để phân loại rác thải và xử lý rác thải hữu cơ tại nhà ngay rẳng hay ngày mưa, người dân luôn đi theo quen với hình ảnh người phụ nữ tấn túy cân mân, tì tức ngo khó cứ tương nhà, vận động mỗi người thức kiến nếp thủng văn hóa, phù vệ sinh khu phổ xanh sách đẹp, vợi phương trầm, miếng chiến, thay là thay. ngậy pa ta có phân tưa khu dân cư Pơ Thanh Điêm Mạng, Cô Huyến lầm Thảo, còn đa bao vệ sinh môi trường, xây dựng khu dân cư văn hóa văn mình cái rác vô cơ mà không thể tái chế được thì tôi phân loại riêng cái đối với rác hữu cơ thì tôi gia đình họ ản phấn đấu đều thứ này cũng chuẩn bị bà sung sát phần là bà loái theo quy định. tôi này là không bao giờ phải dùng phân vô cơ cũng như ba liền ô nguyên bánh Thê, bị thư chi bố quyền thiến hàn xa hưởng lòng huyến yến lập cho nó cũng hết minh vì cùng việc trùng ông nhấn ảnh tư dạy khen của các cấp ghi nhấn thanh tích ta tổng góp cho quyền bệnh. mây với ông có niềm bùi no to hơn là nhấn ảnh sứ tin yêu quỵ trống của người dân Con mưa nằm phu chức bị thử chỉ bố quyền dân cư ông cho nào cũng tầm niếm phải là việc băng cải tầm ôm con khuyến khích ba con xuyên tôi cờ cậu cần mồm bơ cần thẳng cho thu nhập thấp hàng mồm cần ớt bờ xứ vẫn đóng tiền chuyên khéo lẹo bằng cách dắt thầy chi việc ngăn sư bơi thưa na à, mồm thẳng kẹm hiếu qua ta ăn thầy thể bằng hạng ớt sành chiêu bại là mắt đăng viền họ rô răng đồng với mình phải gương mâu tí đâu còn phát bà trên bà kinh, bà kinh, kinh tế hay nhân dân mắt thức kiến lát theo khu thiến hàn cước ni mắt tỉnh là mắc khu con tốn từ khó khăn cua xa hưởng lòng tập quản canh tác lắc khấu hay chữ ni tác khác và còn mắt áp dụng khoa học kỹ thuật bảo sản xuất mà sức thuộc bởi tăng về kênh manh tất miên tôn ni ngăn trừ thú nhập binh quần đông người khu khu tất đạt và mượn chữ tổng kênh món kênh năm có án với kết qua như lớp bị là nhờ một phần công sức rất to của ông Nguyên Mánh Thê. Bị thư chi bố gương mau tí đầu còn phong trào phát triển kinh tế ở Quỳnh Bền. Đồng chí Nguyên Mánh Thê, bị thư chi bố gương mau tí đầu còn phát triển kinh tế ơ quyền bệnh. Đồng chỉ Nguyên Mánh Thê, lá mà bị thư chi bố, đồng chỉ năng đóng tích cực, vấn đóng bác con phát triển kinh tế, có phần tư kinh tế của quyền bệnh ngay càng vương mánh. Khéo lẹo kiên trì bên bi còn tuyên truyền vấn đóng, bởi khó khăn phức tạp còn bởi người phạc tu và kịp thời sai quyết táo xứ chuyên biển có nhận thức của nhân dân. bấu chỉnh là bơi người trực tiếp chuyên đạt các chu trường chính sách của đang đề nhân nước tỉnh với ba còn. Với tẩm năng nhiệt huyết bằng cách riêng của mình, bởi người như bấu tàng hàng ngày có phần bảo việc xây dựng khối đái đoàn kết toàn dân tộc, thực kiến các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của quần bền, dù từ vất vả mây tạnh tôi thoát giàn của ban thần dòng bơi người trương khù bị thư chỉ bố khù vận nguyễn vạc tu pha hàng tông bơi hớn nhanh hết báu hiu bơi việc mình là giúp vàng lái lợi ích cho nhân dân